hình thành trung pháo cấp tiến thất binh, đối phản cung mã, bố cục đỏ bình biên pháo. Đến đây cờ đeo hai phương án đi quân, một là xe 9 bình 8 và hai là sĩ 4 tiến 5. Phương án đi quân đen xe 9 bình 8. Đến đây cờ đeo 3 khả năng đi quân, một là tốt 7 tiến 1, hai là xe 8 tiến 4 và ba là xe 1 bình 2. Khả năng đi quân đen tốt 7 tiến 1. Đen xuất xe. Đen có hai khả năng đi quân khác. Một là đen đi sĩ 4 tiến 5. Đen bình pháo ra biên. Đổi lại như đen đi xe 8 tiến 5. Cờ đỏ dễ đi. Như đen pháo 2 bình 1. Đỏ ăn mã. Đổi lại, như đỏ đi pháo 9 tiến 4. Cờ đen thắng thế. Như đỏ pháo 5 tiến 4. Cờ đỏ dễ đi. Hai là đen đi pháo 2 bình 1.
Cờ đỏ có hai khả năng ứng phó. Một, đỏ đi tốt 5 tiến 1. Đen lùi mã là nhằm duy trì khả năng đưa pháo vào đầu. Cờ đỏ dễ đi. Hai là đỏ đi pháo 5 bình 6. Thế cờ bình ổn. Như đen xe 1 bình 2. Hình thành thế cờ hòa.
Mà các bạn xem lại cái đi quân này. Hình thành thế cầu hòa. Khả năng thứ hai của đen hình cầu này là xét 8 tiến 4. Đỏ xuất xe cánh trái. Đổi lại như đỏ xuất xe cánh phải. Cờ đỏ có hai khả năng đi quân. Một là đỏ đi xe 2 tiến 6. Cờ đỏ tiên thủ. Hai là đỏ đi tốt 5 tiến 1.
Hai bên ngang thế. Nhĩ Đỏ xét 9 bình 8. Đen ăn tốt qua sông. Đổi lại, đen đi sĩ 4 tiến 5. Đỏ lên xe tuần hà. Nước cờ mang tính ổn định vững chắc. Đến đây, cờ đeo có hai khả năng ứng phó. Một là đeo đi tượng 3 lùi 5. Cờ đỏ ưu thế. Hai là đã đi pháo 3 tiến 5 ăn mã. Cờ đỏ cũng ưu thế. Như đen tốt 3 tiến 1. Cờ đen vừa lòng. Mời các bạn xem lại cái đi quân này.
Cờ đen vừa lòng. Khả năng thứ ba của đen hình cờ này là xe 1 bình 2. Đen lên xe kỵ hà. Đổi lại, đen lên xe tuần hà. Cờ đỏ ưu thế. Như đen xe 8 tiến 5. Đỏ nhảy mã đội. Đổi lại, như đỏ đi xe 1 tiến 1.
Cờ đen dễ đi. Như đỏ mã 7 tiến 5. Cờ đỏ dễ đi. Mời các bạn xem lại cái đi quân này. Cờ đỏ dễ đi.
Phương án thứ hai của đen hình cờ này là sĩ 4 tiến 5. Cờ đỏ xuất xe nhằm đổi xe, không cho đen đi xe 8 tiến 4, đổi tốt thông mã. Đỏ lùi pháo nước cờ hay. Ở đây là đỏ nhường đường cho mã nhảy lên khống chế yếu đạo. Đen về tượng. Đổi lại như đen đi pháo 6 bình 7. Cờ đỏ chờ mã 3 tiến 4. Cờ đỏ ưu thế. Như đen tượng 7 lùi 5. Cờ đỏ ưu thế. Mời các bạn xem lại cái đi quân này.
Cờ đỏ ưu thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.